Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em mấy cái hàng siêu lướt của Milky, The One, Makita. Thì em báo giá cái thân máy cho anh em. Rồi, anh em chưa có pin thì pin 1.5 mới chầm chầm, giá nó là 600. Và 2A giá của nó là 700. Đấy. Em sẽ gửi đến anh em Milky. Con này mã của nó là 252750, lực của nó là 190 newton cũ nha, cũ nhưng mà nó là không chở than. Thì em này mới hơn xíu, nó là không chở than nha anh em, giá của nó là 1,4 triệu. Nó là hàng Mỹ về nguyên zin, chưa đụng chạm gì cho anh em. Tốc độ của nó là 3.600 vòng trên phút, lực 190 newton. Đây, mình có hai cây. Rồi, giá của nó là 1,4 triệu một cây. Ok, hở không chở than. Anh em có pin hoặc là mua về đóng pin thì liên hệ em Tùng. Rồi, tiếp đến nữa là một cái Makita. Makita này nó là không chở than. DTD153. DTD153 thì hãng đang bán khoảng 2,5 triệu ha. Cái này siêu lướt thì 1,8 triệu nha anh em. Mình test cho anh em. Nó không chở than, 1,8 triệu nha anh em. Nó là gắn đầu dài, vít đầu dài thì có một cây, hai cây. Đây ạ. DTD153 nó là 3,400 vòng trên phút. Những anh em quan tâm thì liên hệ mình 0962232180. Rồi, cây màu trắng luôn, có cây màu trắng 152. Cây màu trắng này 1,7 triệu, hai cây màu xanh thì 1,8 triệu một cây. Mình lên về giá như vậy, anh em yêu cầu có cái đầu dài thì mình sẽ lấy về. Rồi, hở không chở than hết. Rồi, tiếp đến là một cây cây này, cây DCD 708. Cái này thì nó cắn một xíu ha. 1,6 triệu. Cái này là hàng Mỹ về. Hàng Mỹ về nha anh em. Nó bị cắn trầy thôi, 1,6 triệu. Những anh em quan tâm thì liên hệ mình. Nó là không chở than. Đầu kẹp 13, Mỹ về cả set A nha anh em. Rồi, mình test cho anh em. Đấy. Rồi, tiếp đến là một cây nữa, nó là cũng đẹp ha, đẹp, nói chung là hai cây đẹp như nhau, giá 1,6 triệu ha. Cây này thì nó tại chỗ này vận chuyển không chỗ than, mình có hai cây. Tốc độ của nó là 450 và cấp 2 của nó là 1,600. Rồi, 1,6 triệu một em, không chở than, 20V từ Mỹ về. Em Tùng tiếp ha. Tiếp là cây 996. Cái này cũ nha anh em. Cũ. Nó, cái này sản xuất tại Mỹ rồi. Những anh em mà có pin rồi thì 2 triệu. Thì mình sẽ cây này không chở than, rút lõi thoải mái. Đây, rồi, test tiếp. Rất là mạnh. Rồi, 2 triệu nha anh em. Rồi, tiếp nữa là một cây cũng cũ luôn. Cũ luôn, DCF 9850. Nó là giá 2,1 triệu.
Em này nó make in Mexico. Lực của nó là 205 Newton. Anh em lấy cái cặp này về đi làm điện lạnh rồi thoải mái. Rồi thì nhờ anh em like giúp em Tùng một like. Đây là 1.8 triệu, đây là 1.7 triệu và đây là 1.6 triệu, đây là 1.4 triệu. Đây, rồi cảm ơn anh em.